Nga phá hủy 23 trạm quan sát, 8 trạm điều khiển máy bay không người lái của Ukraine. UAV Ukraine tấn công trạm radar của Liên bang Nga ở khoảng cách xa chưa từng có. Kiev ra tuyên bố chính thức quân Pháp sắp tới Ukraine. Thủ tướng Israel gọi vụ không kích Rafah là sai lầm bi thảm. Xuất hiện thông tin phát hiện máy bay MH370 trong rừng rậm, Campuchia lên tiếng. Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự quốc tế 24 giờ mới nhất trên kênh YouTube của chúng tôi. Vừa rồi là những thông tin đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Còn bây giờ mời quý vị đến với nội dung chi tiết. Mở đầu sẽ là chương trình cập nhật về tình hình chiến sự tại Ukraine. Thưa quý vị, Thống đốc vùng Kherson Vladimir Sado vừa cho biết các đơn vị cụm quân Dnipro của Nga đã phá hủy 23 trạm quan sát và 8 trạm điều khiển máy bay không người lái của Ukraine. Ông viết trên kênh Telegram ngày 27 tháng 5 nêu rõ, các chiến binh của cụm quân Dnipro đã tích cực bảo vệ bờ trái sông Dnipro và tấn công đối phương ở bờ đối diện. Họ cũng đối phó thành công máy bay không người lái của đối phương. Lực lượng Ukraine đã mất 43 máy bay không người lái, 8 trạm điều khiển máy bay không người lái, 23 trạm quan sát và 5 kho chứa. Cũng theo Thống đốc vùng Kherson, lực lượng Ukraine còn mất 7 thuyền, 2 xe chiến đấu bọc thép, 2 trạm tác chiến điện tử. Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga thông báo, cụm quân Dnipro đã tấn công nhân lực và trang thiết bị của Lữ đoàn Cơ giới 65, Lữ đoàn Thủy quân Lục chiến 37 Ukraine tại khu vực Chapotino thuộc vùng Zaporizhia, Versi-Ole thuộc vùng Kherson trong ngày qua. Tổng cộng Ukraine đã mất 3 xe cơ giới, 1 khẩu pháo D-30 122mm và 1 khẩu pháo M-119 105mm do Mỹ sản xuất. Theo Bộ Quốc phòng Nga, các hệ thống phòng không của nước này cũng đã phá hủy và đánh chặn 12 máy bay không người lái của Ukraine trên lãnh thổ Nga vào đêm 26 tháng 5. Trong đó, một máy bay không người lái bị phá hủy trên vùng Bryansk, một chiếc bị phá hủy trên vùng Belgorod, 4 chiếc bị phá hủy trên vùng Krasnodar, 6 chiếc bị phá hủy và đánh chặn trên vùng Oron. Quân đội Ukraine hiện chưa bình luận về thông tin này. Ngày 27 tháng 5, mạng xã hội Nga lan truyền một đoạn video ghi lại khoảnh khắc cường kích ném bom Su-34 thả bom dẫn đường UMPPD-30SN mới. Đoạn video lấy từ góc nhìn buồng lái của một chiếc Su-34 cho thấy 4 quả bom UMPPD-30SN đã được phóng đi ở khu vực Kharkov. Cánh của quả bom bùng ra ngay sau khi được phóng. Theo các nhà phân tích quân sự, đây là cái nhìn rõ nét nhất về bom UMPPD-30SN. Mảnh vỡ của bom này được ghi nhận lần đầu vào tháng 3 2023 tại mặt trận Kharkov. Các nhà quan sát quân sự đánh giá, loại bom mới của Nga là một bước nhảy vọt về công nghệ quân sự với tầm tấn công lên đến 90 km, gấp 3 lần so với bom thông thường. UMPPD-30S được trang bị thêm một động cơ, giúp đẩy nó đi xa hơn nhiều so với vũ khí tiền nhiệm UMPC có thể đạt được. Truyền thông Ukraine sau đó công bố dữ liệu đường bay của tên lửa và UAV Nga, trong đó phần lớn nhằm vào thành phố Starokostiantynivka ở tỉnh Khmelnytsky, miền Tây nước này. Video đăng trên mạng xã hội cũng đã cho thấy hỏa lực phòng không Ukraine khai hỏa dữ dội cùng vụ nổ trên bầu trời ở khu vực Starokostian. Hãng tin Ria Novosti của Nga dẫn lời người điều phối lực lượng nằm tại Ukraine thông tin rằng đòn tấn công nhằm vào sân bay quân sự Starokostiniv vì đây là địa điểm tiếp cận tiêm kích F-16 và có thao trường huấn luyện tân binh vận hành khí tài do phương Tây viện trợ. Quân đội Ukraine tuyên bố chặn 43 tên lửa hành trình và UAV tự sát của Nga nhưng để lọt 2 quả đạn siêu vượt âm KH-47M2 Kinzhal. Hiện Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về thông tin trên. Báo Ukraine Pravda ngày 27 tháng 5 dẫn nguồn thông tin từ cơ quan tình báo quốc phòng Ukraine cho biết một UAV của DIU đã bay được khoảng hơn 1.800 km tới cơ sở của kẻ thù, lập kỷ lục mới về phạm vi hủy diệt của UAV cảm tử. Cơ sở bị tấn công là một trạm radar ngoài đường chân trời Vonetsk đặt tại thành phố Ost thuộc tỉnh Orenburg của Nga và cuộc tấn công diễn ra vào ngày 26 tháng 5. Theo Ukraine Pravda, hậu quả của cuộc tấn công đang được xác định. Trong khi đó, truyền thông Nga đưa tin rằng một chiếc UAV đã rơi gần thành phố Ost và mục tiêu của chiếc UAV này có thể là một cơ sở quân sự. Ukraine Pravda cho biết thêm, mục tiêu xa nhất bị UAV Ukraine tấn công là một cơ sở của Gazprom Neftchim tại thành phố Salavat ở nước Cộng hòa Baskotostan thuộc Liên bang Nga, nằm cách biên giới Ukraine khoảng 1.500 km. Vụ tấn công xảy ra ngày 9 tháng 5, 2024. Vào tối ngày 27 tháng 5, sau cuộc họp video với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Pháp Sébastien Lecornu, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Zizky cho biết ông đã ký các văn bản cho phép nhóm huấn luyện viên đầu tiên của Pháp tới Ukraine.
Theo tờ Kyiv Independent, thông báo của ông Zelensky được đưa ra sau khi có thông tin cho biết một số quốc gia thành viên NATO đang thảo luận khả năng đưa các huấn luyện viên quân sự hoặc nhà thầu quân sự từ Ukraine để hỗ trợ Kyiv huấn luyện quân đội và sửa chữa thiết bị. Ngày 16 tháng 5, theo tờ New York Times, Kyiv đã chính thức đề nghị các nước NATO khác giúp huấn luyện 150.000 binh sĩ gần tiền tuyến. Liên quan tới kế hoạch điều quân của Pháp, Zelensky cho biết ông đã ký các văn bản cho phép nhóm huấn luyện viên đầu tiên của Pháp tới các trung tâm đào tạo của Ukraine để xem xét cơ sở hạ tầng cũng như đội ngũ nhân viên. Tôi tin rằng quyết tâm của Pháp sẽ khuyến khích các đối tác khác cùng tham gia dự án đầy tham vọng này, ông Zelensky nói. Bộ Quốc phòng Ukraine đồng thời xác nhận các cuộc thảo luận giữa Kyiv, Paris và một số nước khác liên quan tới việc đưa huấn luyện viên nước ngoài tới đào tạo binh sĩ trên lãnh thổ Ukraine đang được tiến hành. Phản ứng về ý định điều quân của Pháp, Ba Lan cũng như các nước Baltic tới Ukraine, trưởng phái đoàn Nga Konstantin Gavrilov về đàm phán an ninh quân sự và kiểm soát vũ khí tại Viên, Áo cho biết, thực chất, các nước này đã đưa lực lượng với tư cách là lính đánh thuê tới Ukraine ngay từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt do Nga phát động vào tháng 2, 2022. Trong khi đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm 20 tháng 3 tiết lộ, Tổng thống Putin đã chuẩn bị sẵn phương án đáp trả việc Pháp điều binh hỗ trợ Ukraine. Hãng tin Sky News ngày 27 tháng 5 cho biết Nga đang sản xuất đạn pháo nhiều gấp 3 lần so với các đồng minh phương Tây của Ukraine với chi phí chỉ bằng khoảng 1/4. Sky News dẫn số liệu từ công ty tư vấn quản lý Bain & Company cho biết thách thức lớn mà lực lượng vũ trang Ukraine đang phải đối mặt là sự phụ thuộc vào nguồn cung cấp đạn dược từ Mỹ và châu Âu. Theo ấn phẩm này, ngay từ đầu, cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine được mô tả là cuộc chiến rực lửa bởi số lượng đạn pháo hai bên bắn ra. Các binh sĩ ở Ukraine cho biết cứ mỗi phát đạn mà họ bắn vào vị trí Nga, phía đối phương sẽ đáp trả bằng 5 quả pháo khác. Trong những tháng gần đây, Ukraine đang phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt đạn pháo nghiêm trọng. Binh sĩ Ukraine huấn luyện ở Anh mô tả, việc phóng tên lửa NLAW từ súng phóng lựu chống tăng do không đủ đạn. Những lý do trên thúc đẩy Mỹ, Anh và các đồng minh tìm cách tăng cường sản xuất khí tài nhằm đáp ứng nhu cầu của Ukraine. Tuy nhiên, khả năng sản xuất đạn pháo của nước này chưa thể bắt kịp Nga. Theo dữ liệu từ Bain & Company, Nga có kế hoạch sản xuất 4,5 triệu quả đạn vào năm 2024, trong khi Mỹ và các nước châu Âu có kế hoạch sản xuất 1,3 triệu quả đạn, ít hơn 3 lần so với sản lượng dự kiến của Nga. Chi phí sản xuất trung bình cho mỗi quả đạn pháo 155mm, loại đạn do các nước thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO sản xuất là khoảng 4.000 đô la Mỹ trên một quả. Con số này gấp 4 lần chi phí sản xuất đạn pháo, theo báo cáo của Nga, khoảng 1.000 đô la Mỹ cho mỗi quả đạn pháo 152mm. Các nhà phân tích quân sự nhận định tầm quan trọng của việc sản xuất vũ khí và đạn dược là một trong những yếu tố then chốt để quyết định chiến thắng ở tiền tuyến. Tiếp tục chương trình với một số tin tức quốc tế liên quan đến tình hình tại Trung Đông. Ngày 27 tháng 5, Thủ tướng Israel Netanyahu nói, vụ không kích vào nơi dành cho người sơ tán ở Rafah là sai lầm bi thảm và chính phủ nước này đang điều tra. Tại Rafah, chúng tôi đã sơ tán hơn 1 triệu dân thường và dù đã nỗ lực hết sức, sai lầm bi thảm vẫn xảy ra vào ngày hôm qua. Tướng Israel Benjamin Netanyahu phát biểu trước Quốc hội ngày 27 tháng 5 đề cập về vụ quân đội nước này không kích Rafah, dải Gaza. Cơ quan y tế ở dải Gaza cho biết ít nhất 45 người thiệt mạng và 249 người bị thương sau khi Israel ngày 26 tháng 5 không kích vào khu phố Tel Ansutan ở Rafah, nơi hàng nghìn người đang ẩn náu sau khi sơ tán từ các khu vực khác nhau của dải đất. Ông Netanyahu nói, chính phủ Israel đang điều tra thông tin liên quan thương vong dân thường do vụ không kích và sớm đưa ra kết luận. Ông đồng thời cam kết vẫn tiếp tục chiến dịch quân sự để tiêu diệt Hamas. Không có gì thay thế được chiến thắng hoàn toàn ở Gaza, tướng Israel nhấn mạnh. Thủ tướng Netanyahu cũng nhắc về áp lực từ cả trong và ngoài nước mà chính phủ của ông phải đối mặt từ khi bắt đầu xung đột ở Gaza hồi tháng 10 năm ngoái. Họ nói đừng vào dải Gaza, chúng tôi đã vào. Họ nói đừng tiến vào Shifa, chúng tôi vẫn làm. Đừng vào Khan Yunis, Rafah, chúng tôi đã vào. Tôi không bỏ cuộc và sẽ tiếp tục như vậy. Tôi đứng vững trước những áp lực từ trong và ngoài nước, lãnh đạo Israel nhấn mạnh. Quân đội Israel ban đầu tuyên bố đã hạ hai chỉ huy cấp cao của Hamas trong cuộc không kích Rafah và đang điều tra những thông tin về thương vong ở dân thường. Quân đội khẳng định cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu hợp pháp theo luật quốc tế. Phát ngôn viên chính phủ Israel Avi Himan sau đó thừa nhận đây là vấn đề nghiêm trọng. Bất kỳ tổn thất nào về nhân mạng dân thường đều nghiêm trọng và tồi tệ. Chúng tôi đã tìm cách truy đuổi Hamas và hạn chế thương vong cho dân thường. Sự việc này còn nhiều điều phải làm rõ, ông nói. Nhiều nhà lãnh đạo thế giới đã bày tỏ phẫn nộ và kêu gọi Israel dừng hoạt động quân sự ở Rafah sau vụ không kích.
Mỹ, đồng minh thân thiết nhất, cũng yêu cầu Israel thực hiện mọi biện pháp phòng ngừa để bảo vệ dân thường Palestine. Israel có quyền truy lùng Hamas và chúng tôi biết cuộc không kích đã hạ hai thành viên cấp cao của nhóm này. Tuy nhiên, chúng tôi phải làm rõ rằng Israel cần thực hiện mọi biện pháp phòng ngừa để bảo vệ dân thường, phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ nói. Trong phản ứng mới nhất với chiến dịch leo thang quân sự của Israel tại dải Gaza, đặc biệt là cuộc tấn công vào thành phố cực nam Jaffa, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan hôm 27 tháng 5 tuyên bố sẽ làm tất cả những gì có thể để khiến Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu phải trả giá vì những tội ác chống người Palestine. Theo truyền thông Israel, lời cảnh báo của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ nhằm vào Thủ tướng Israel được đưa ra chỉ ít giờ sau khi xuất hiện thông tin về việc quân đội Israel không kích vào thành phố Jaffa, khiến ít nhất 40 người thiệt mạng, hầu hết là dân thường. Trong tuyên bố, nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định nước này sẽ tiến hành mọi biện pháp có thể để buộc Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu phải trả giá vì cuộc tấn công đẫm máu chống người Palestine ở Jaffa. Cũng như trong nhiều cáo buộc trước đó nhằm vào Thủ tướng Israel Netanyahu, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan sử dụng cụm từ sát nhân và man dợ để chỉ trích người đứng đầu chính phủ và nội các chiến tranh Israel. Thổ Nhĩ Kỳ mới đây đã tuyên bố sẽ tham gia cùng với Nam Phi trong vụ khởi kiện Israel phạm tội ác diệt chủng lên Tòa án Công lý Quốc tế ICC, đồng thời chỉ định mọi hoạt động thương mại với Israel để phản đối chiến dịch tấn công của Israel vào Gaza. Nối tiếp chương trình với những thông tin quốc tế đáng chú ý. Ngày 27 tháng 5, trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh đã được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Ngoại giao của nước này, trở thành người trẻ nhất và là phụ nữ duy nhất trong năm Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc hiện nay. Bà sinh năm 1970, tốt nghiệp Đại học Nam Kinh. Trong những năm qua, bà được biết đến rộng rãi với vai trò là người phát ngôn. Bà Hoa gây chú ý với những phát ngôn quyết liệt để đáp trả phương Tây trong bối cảnh cạnh tranh địa chính trị Mỹ-Trung diễn ra gay gắt. Sau China Morning Post trả lời phỏng vấn về một số phương tiện truyền thông phương Tây nói rằng người phương Tây đang làm việc tại Trung Quốc nhận được thông báo họ có thể bị bắt dựa trên cáo buộc bịa đặt và bị Trung Quốc bắt làm con tin bất cứ lúc nào sau khi hai công dân Canada, Michael Goring và Michael Sparrow được trả tự do. Bà Hoa tuyên bố Mỹ là nước phát minh ra ngoại giao con tin và ngoại giao cưỡng bức với nơi sinh và trụ sở chính ở Washington DC. Bà Hoa có 2,4 triệu người theo dõi trên mạng xã hội X. Những thay đổi nhân sự gần đây trong Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã gây ra được sự chú ý. Bên cạnh đó, ông Lục Khẳng, một nhà ngoại giao kỳ cựu, từng là đại sứ Trung Quốc ở Indo, được bổ nhiệm làm phó trưởng ban đối ngoại của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông Uông Văn Bân sẽ thôi vị trí phát ngôn viên Bộ Ngoại giao. Báo chí trong nước đưa tin, ông sẽ trở thành đại sứ tại một quốc gia quan trọng hoặc được thăng chức. Ngày 28 tháng 5, Triều Tiên thừa nhận phóng tên lửa mới mang theo vệ tinh trinh sát quân sự của nước này đã thất bại do tên lửa phát nổ giữa không trung trong giai đoạn đầu của quá trình bay. Phó Tổng Giám đốc Cơ quan Công nghệ Hàng không Vũ trụ Quốc gia Triều Tiên NATA cho biết tên lửa mang vệ tinh Malijang 11 đã phát nổ khi nó được phóng lên từ bãi phóng vệ tinh Sohae ở trên bờ biển phía tây bắc nước này hôm 27 tháng 5, theo hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA. Vụ phóng thất bại do tên lửa mang vệ tinh loại mới đã phát nổ giữa không trung trong giai đoạn đầu của quá trình bay. KCNA dẫn lời quan chức NATA cho biết, hiện các chuyên gia vẫn đang tiếp tục xác minh nguyên nhân dẫn đến vụ phóng vệ tinh thất bại. Trong khi đó, Triều Tiên vừa đã lên tiếng phản đối việc Hàn Quốc, Nhật Bản và Trung Quốc thảo luận và ra tuyên bố chung về vấn đề phi hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên trong hội nghị thượng đỉnh ba bên diễn ra hôm 27 tháng 5 tại thủ đô Seoul, Hàn Quốc. Bộ Ngoại giao Triều Tiên hôm 27 tháng 5 ra tuyên bố khẳng định, việc thảo luận và ra tuyên bố chung về phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên tại hội nghị thượng đỉnh ba bên Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc có thể là một hành động khiêu khích chính trị. Theo hãng tin Yonhap, tại hội nghị thượng đỉnh ba bên đầu tiên được tổ chức kể từ năm 2019, các bên đã thảo luận cách thức thúc đẩy hợp tác trong 6 lĩnh vực cụ thể, gồm kinh tế và thương mại, phát triển bền vững, các vấn đề y tế, khoa học và công nghệ, quản lý an toàn và thiên tai, giao lưu nhân dân. Các nhà lãnh đạo cũng đã thông qua tuyên bố chung về kết quả hội nghị các nước đồng ý tiếp tục nỗ lực giải quyết vấn đề bán đảo Triều Tiên, bao gồm cả phi hạt nhân hóa, thông qua biện pháp chính trị. Ba nhà lãnh đạo nhấn mạnh rằng việc duy trì hòa bình, việc duy trì ổn định, thịnh vượng trên bán đảo cũng như khu vực Đông Bắc Á là trách nhiệm chung của các nước ở đây. Tờ Kometam ngày 27 tháng 5 đưa tin, Campuchia đã bác bỏ thông tin trên tờ Daily Mirror của Anh rằng chuyến bay MH370 của Malaysia mất tích từ 2014 đã được tìm thấy trong một khu rừng ở Campuchia. Ông Sin Chanvivutha,
Thứ trưởng Ngoại giao và Giám đốc Hàng không dân dụng Campuchia, khẳng định Daily Mirror đưa tin phát hiện MH370 ở Campuchia là sai sự thật, đồng thời chỉ ra rằng các nội dung thông tin và hình ảnh được công bố đều đã được đăng một lần cách đây khoảng 8 năm và mới nhất được sửa lại vào ngày gần đây. Điều này đã tạo ra nhầm lẫn. Trong bài đăng ngày 25 tháng 5 của tờ Daily Mirror, chuyên gia Wilson cho biết rằng xác máy bay Malaysia Airlines chở 239 người biến mất trên đường từ Kuala Lumpur đến Bắc Kinh nằm rải rác sâu trong một khu rừng ở Campuchia. Ông Wilson cho biết, tôi đã mất hàng giờ ở trên Google Earth để tìm kiếm những địa điểm mà máy bay có thể rơi và cuối cùng, như bạn có thể thấy, vị trí chiếc máy bay thực sự ở nơi sánh nhất, sâu nhất, khu vực rừng rậm Campuchia. Chuyên gia này cho biết thêm, khi đo hình ảnh trên Google, chiều dài vật thể khoảng 69m, dường như có một khoảng trống giữa đuôi và thân sau của máy bay. Điều này có thể giải thích cho vật thể dài hơn máy bay một chút. Ông Sin Chanvivutha khẳng định, Campuchia sẵn sàng hợp tác với các quan chức Malaysia nếu có yêu cầu mở lại cuộc điều tra về vụ việc này. Thưa quý vị, những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Thời sự quốc tế ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.